Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật giá vàng 24 tháng 11, vàng miếng 87 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn tăng 400.000 đồng cả hai chiều. Sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng miếng trong nước ổn định và duy trì ở mốc 87 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn tiếp đà tăng nhẹ, với vàng một số thương hiệu gần cán mốc 87 triệu đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Theo nguồn tin báo Quân đội Nhân dân, giá vàng miếng được các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 87 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng hầu hết các thương hiệu được niêm yết ở mức 85 triệu đồng một lượng. Riêng vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC đang mua vào cao hơn so với các thương hiệu khác 300.000 đồng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 85 triệu đồng một lượng mua vào và 86,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả chiều mua và bán. Doji tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng 200.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán, lên lần lượt 85,6 triệu đồng một lượng và 86,6 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu BMG được điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng chiều bán, lên lần lượt 85,5 triệu đồng một lượng và 86,8 triệu đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 85,63 triệu đồng một lượng mua vào và 86,58 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng cả chiều mua và bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 85,6 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 86,8 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán. Trong năm qua, thị trường vàng đã tăng giá không ngừng với chỉ những đợt giảm nhẹ. Nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra do dự và chọn đứng ngoài cuộc. Giới chuyên gia cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã tạo ra cơ hội mà nhiều người đang chờ đợi để quay trở lại thị trường. Theo đó, sau khi ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử, thị trường đã chứng kiến động lực mới của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu khi giới đầu tư tập trung vào các chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump, và điều này đã tạo ra một lực cản đáng kể đối với vàng. Từ mức đỉnh 2.800 đô la Mỹ một ounce, vàng đã mất đi tới 9% chỉ trong 3 tuần. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng đợt điều chỉnh có vẻ đã kết thúc, và vai trò của vàng như một tài sản tài chính toàn cầu quan trọng vẫn tiếp tục được phát huy. Kim loại quý này đã chặn đứng chuỗi bán tháo với mức tăng 5%, tăng trở lại trên mức 2.700 đô la Mỹ một ounce. Giới chuyên môn cho rằng sự phục hồi này là do nhu cầu trú ẩn an toàn đáng kể khi cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang. Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ Solita Marcelli của UBS Financial Service nói rằng, mức tăng đáng kể trong tuần qua nhấn mạnh vị thế của vàng là hàng rào phòng ngừa rủi ro được thị trường ưa chuộng trước căng thẳng địa chính trị. Biến động của vàng đã xác nhận vai trò truyền thống của kim loại này như một kho lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn. Bên cạnh đó, tăng trưởng toàn cầu chậm lại có thể khiến các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục nới lỏng lãi suất. Lãi suất thực tế thấp hơn trên toàn cầu cải thiện chi phí cơ hội của vàng, thúc đẩy thêm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng việc vàng thành công lấy lại đà tăng có thể mở đường cho kim loại quý này chinh phục các mốc kỷ lục mới. Một số chuyên gia phân tích dự đoán giá có thể đạt 3.000 đô la Mỹ một ounce vào năm tới. Vào đầu tuần này, Goldman Sachs đã nhắc lại triển vọng vàng sẽ đạt 3.000 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm 2025. Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.716,9 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 83,4 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa tính thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 3,6 triệu đồng một lượng. Sau chuỗi bán tháo đầy áp lực, giá vàng nhận hỗ trợ mạnh mẽ. Sau thời gian dài sụt giảm, vào thứ Sáu, giá vàng chính thức lấy lại mốc 2.700 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng dần hồi phục sau đợt sụt giảm khi ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo báo Lao động, nhiều nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang. Ngày 19 tháng 11,
Nga cảnh báo sẽ đáp trả khi Ukraine bắn tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất vào lãnh thổ nước này. Đây là lần đầu tiên Mỹ cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga trong xung đột kéo dài gần 3 năm, tạo thêm căng thẳng mới trong cuộc chiến kéo dài tại khu vực này. Một quan chức cấp cao của Ukraine chia sẻ với AFP rằng, cuộc tấn công vào khu vực Ryan của Nga vào ngày 19 tháng 11 được thực hiện bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Vàng đã nhanh chóng phục hồi bất chấp áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Hiệu suất vượt trội của vàng so với bạc cho thấy đây là một đợt tăng giá do nhu cầu trú ẩn an toàn, dẫn đến làn sóng mua vào từ các nhà đầu tư đang chờ đợi cơ hội. Ông Ole Hansen, trưởng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định. Tuy vậy, ông Hansen cảnh báo rằng đà tăng do yếu tố địa chính trị có thể không kéo dài, trừ khi có thêm diễn biến tại Đông Âu. Đà tăng này có thể sẽ bị giới hạn cho đến khi có sự rõ ràng về các hành động mới của ông Donald Trump và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông nói. Ông Naeem Aslam, giám đốc đầu tư tại Saye Capital Market, cho rằng tuần tới thị trường vàng có thể chứng kiến sự điều chỉnh khi giá vàng tăng cùng lúc với đồng đô la Mỹ và thị trường chứng khoán. Thật không bình thường khi các tài sản mang tính rủi ro và trú ẩn an toàn lại cùng tăng giá. Điều này chủ yếu xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư phản ứng với căng thẳng địa chính trị, trong khi vẫn lạc quan rằng mọi việc sẽ không vượt ngoài tầm kiểm soát, ông Aslam nhận định. Luckman Otunuga, quản lý phân tích thị trường tại FXTM, tin rằng giá vàng vẫn có khả năng tăng trong bối cảnh hiện tại. Ông cho rằng bên cạnh căng thẳng địa chính trị, thì vàng còn được hỗ trợ bởi quan điểm chính sách tiền tệ ôn hòa từ Fed, với khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới ở mức 50-50. Vàng đang giao dịch thấp hơn 4% so với mức cao kỷ lục và có thể kiểm tra lại mức này nếu căng thẳng địa chính trị kích hoạt làn sóng né tránh rủi ro, Otunuga nhận định. Các yếu tố kinh tế và triển vọng ngắn hạn. Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào kỳ nghỉ lễ tạ ơn và các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ. Các dữ liệu như niềm tin người tiêu dùng, tăng trưởng GDP quý 3 và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE có thể tác động lớn đến giá vàng. Theo các nhà kinh tế, bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào từ dữ liệu kinh tế Mỹ có thể củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng. Một số nhà phân tích cũng chỉ ra rằng hiệu suất của vàng so với đồng euro đang mở ra triển vọng tăng giá mới. Vàng kết thúc tuần trên mức 2.600 euro một once, tăng 7%. Jesse Colombo, nhà phân tích độc lập, cho rằng vàng có thể đạt mức cao kỷ lục mới so với đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ chính khác. Chúng ta cần nhớ rằng, dù chính quyền ông Donald Trump có đưa ra chính sách kích thích kinh tế, điều này không đồng nghĩa với việc nợ quốc gia sẽ giảm. Thay vào đó, áp lực lãi suất thấp và tăng chi tiêu có thể tạo ra một bức tranh kinh tế ngắn hạn tích cực nhưng đầy rủi ro dài hạn. Jesse Colombo cho hay, dù giá vàng đang tăng mạnh, các nhà phân tích vẫn khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động bất ngờ từ yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Trong ngắn hạn, nếu vàng duy trì được mức giá trên 2.700 đô la Mỹ một once, các mức mục tiêu tiếp theo là 2.750 đô la Mỹ và 2.790 đô la Mỹ. Vàng bật dậy sau bán tháo sẽ đạt 3.000 đô la Mỹ một once vào năm 2025. Theo Kitco, sự phục hồi của vàng sau đợt bán tháo đáng kể vào tuần trước đã thúc đẩy bởi ngày càng đông các nhà phân tích khẳng định rằng đợt tăng giá của kim loại quý này vẫn chưa kết thúc. Ghi nhận từ báo Lao động, vào đầu tuần, Goldman Sachs đã nhắc lại dự báo giá vàng sẽ đạt 3.000 đô la Mỹ một once. Đáng nói, họ không phải là người duy nhất dự đoán mức cao kỷ lục vào năm 2025. Julia Kandosko, tổng giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu My Money, cho biết trong một bình luận với Kitco News, gần đây đà sụt giảm của giá vàng chỉ là sự điều chỉnh, không phải là lý do để điều chỉnh dự báo. Kandosko khẳng định giá vàng tăng trở lại mức cao nhất mọi thời đại là 2.800 đô la Mỹ một once của tháng trước chỉ là vấn đề thời gian. Bà hy vọng giá vàng sẽ đạt 3.000 đô la Mỹ một once vào năm 2025. Bất chấp những biến động ngắn hạn hiện tại, triển vọng dài hạn của vàng vẫn vững chắc.
các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của vàng, chẳng hạn như căng thẳng địa chính trị, vai trò ngày càng mạnh mẽ của phương Đông và lạm phát toàn cầu vẫn không thay đổi và tiếp tục đẩy giá kim loại này lên. Những xu hướng này sẽ không bị thay đổi bởi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ. Ngay cả khi sự hưng phấn ngắn hạn xuất hiện trên các thị trường như tiền điện tử cũng không thay đổi xu hướng chung, bà cho biết. Các nhà phân tích lưu ý rằng, mặc dù vàng đã tăng đáng kể trong năm nay, nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ngoài cuộc. Nhu cầu của nhà đầu tư phương Tây chỉ bắt đầu tăng lên khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chuẩn bị bắt đầu chu kỳ nới lỏng hiện tại. Khan Dosko cho biết, đợt điều chỉnh gần đây của vàng hiện đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia thị trường. Bà nói thêm rằng, đợt bán tháo chỉ là một phần tự nhiên của chu kỳ điều chỉnh. Xu hướng tăng giá chung của vàng sẽ tiếp tục bất chấp những biến động tạm thời của thị trường. Những biến động này không nên bị phản ứng thái quá, bà nói. Đợt bán tháo vàng bắt đầu sau khi người Mỹ bỏ phiếu quyết liệt cho ông Donald Trump làm tổng thống. Các nhà phân tích lưu ý rằng, chính sách nước Mỹ trên hết cho ông Trump đề xuất đã tạo ra động lực mới cho lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng đô la Mỹ, tạo ra hai lực cản đáng kể cho kim loại quý này. Kandosko cho biết bà không tin rằng các chính sách của ông Trump sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ cho đến năm 2025. Tôi không mong đợi những thay đổi lớn sẽ xảy ra do sự xuất hiện của ông Trump. Lập trường của Fed và kỳ vọng lạm phát nói chung có thể sẽ vẫn ổn định. Ông Trump có thể làm tăng thêm sự biến động cho thị trường, nhưng điều này sẽ không làm thay đổi xu hướng kinh tế nói chung. Trên thực tế, sự biến động gia tăng không nhất thiết là điều xấu đối với vàng. Trong điều kiện không chắc chắn, vàng sẽ vẫn là một tài sản hấp dẫn, bà nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.